Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Bản sắc người Phật tử cương trực không a dua. Tại chặng Phật Thánh Thành, ai ai cũng không được nịnh hót, nói những lời tên bốc người khác. Trong quá khứ, tại sao có một số người đã hoàn tục? Bởi vì họ thích được nịnh hót cho đội mũ cao. Những người xuất gia ở đây, kể cả vị Tân Phương Trượng, đều là những người trẻ tuổi. Nếu quý vị nịnh bợ họ, vậy là muốn họ sớm giảng sanh một chút. Tại chặng Phật Thánh Thành, chúng ta không nói một chút nhân tình gì. Chúng ta hoàn toàn chỉ nói về Phật Pháp, chứ không đem Phật Pháp ra để tống tặng theo lối thế thái nhân tình, tức là để lấy lòng người. Tôi cũng không cho phép đệ tử quy y tôi đến đâu là nịnh hót cho người đội mũ cao đến đấy. Đó là một hành vi xấu xa nhất. Tông chỉ của tôi vốn là không tán thán khen người, mà cũng không cố ý phỉ báng chê. Những lời tôi nói đều là sự thật, không thêm cũng không bớt. Bởi vậy, tại vạn Phật Thành, đâu có ai nói hai tiếng cảm ơn, gọi là trực tâm thị đạo tràng. Tâm ngay thẳng chính là nhà chùa đó. Lúc tôi mới mua vạn Phật Thánh Thành, những đệ tử quy y tôi đều sợ đến gần tôi. Họ sợ tôi lôi thôi muốn quyên góp tiền của. Họ bảo là chỗ đó sao mà lớn quá, coi bộ trong vòng một năm nhất định là ông sẽ đóng cửa phá sản cho coi. Xong tôi vẫn một mực ấp ủ ba đại thông chỉ: rét chết không phan duyên, đói chết không quá duyên, nghèo chết không cầu duyên. Tôi cũng không đê đầu cúng núm với ai hết. Tôi nói với quý vị một cách thật thà rằng tôi chẳng những không đê đầu với người, mà khi đảnh lễ Phật Bồ Tát, tôi cũng không bao giờ nói: Bồ Tát ơi, xin Ngài giúp con, lần này con không xong rồi. Kể như là vừa khổ lại vừa gian nan, nhưng tôi cũng tự mình gánh vác vượt qua, chứ không để người ta biết. Bộ tôi muốn xin sự thương hại của người ta à? Người xuất gia gì mà như vậy ư? Bởi nhờ vào tinh thần này mà tôi mới dám nói không cho phép San Francisco đồng đất. Giảng ngày 29 tháng 7 năm 1986. Ha ha ha, 问什么的说